Dạ, kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh ha. Hôm nay tiếp tục ghé lại vườn của chị Sương. Chị Sương giới thiệu đến quý cô chú một lô cây mới nữa. Rất là nhiều cây đẹp cho mình lựa chọn ha quý chú. Cũng rất cảm ơn quý cô chú đã luôn đồng hành ủng hộ kênh cũng như ủng hộ các em nhà vườn ha. Hôm nay tiếp tục mình xem một clip nhiều cây đẹp nữa với con để mình cùng lựa chọn ha. Có táo nè, me nè. Cây táo này cũng đang bông đang trái rất nhiều quý cô chú. Sung. Sung có trái luôn. Một số cái tiểu cảnh này cũng được quý cô chú mình quan tâm nè. Hôm nay cũng tiếp tục có một số tiểu cảnh nữa. Tiểu cảnh cổng làng ha. Rồi si, gừa. Nói chung là đa dạng các mặt hàng luôn. Rồi anh chào Thúy ơi. Dạ em chào anh. Em xin mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ha. Hôm nay quay trở lại vườn kiển Xuân Thí bên em. Thì bên em lại tiếp tục lên giao lưu với quý cô chú anh chị mình một số cây bonsai thành phẩm đó cô chú anh chị. Bên đó thì bên cạnh đó thì bên em cũng có cả cây ăn trái nữa. Em cũng mong quý cô chú anh chị mình yêu mến ủng hộ cho nhà vườn bên em ha. Liên hệ chốt cây qua số điện thoại là 0967634263 để được chị Xuân tư vấn và chốt đơn ạ. Rồi, mã số 1 đầu clip của em là một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn nha cô chú anh chị, đang hoa rất là thơm luôn nè. Cây này thì dáng thân lắc lượng cũng khéo cây lắm ha. Dạ, cây da đen lá lớn, thân lắc lượng ha cô chú. Nồi cũng khá lâu mà cắt thấy kéo bít hết trơn rồi cô chú ơi. Rồi. Đó. Chiều cao của cây là 72. Mấy cây này mà cắt bít hết luôn. Tán ngang gì em đo được 86. Vị trí này em đo được 23. Toàn bộ mặt cắt là bít hết trơn luôn thấy ha. Dạ. Cái rất là độc cây đáo. Cây rất là già đó cô chú anh chị. Mà dáng cây giống hệt hình chữ S luôn. Rồi, mã số 1 cây này em giao luôn 1.900.000, em bao ship toàn quốc không ship chậu nha. Do cái chậu này nó xấu quá cô chú anh chị. 1.900.000 em hả? Dạ. Cây rất là già luôn. Dạ, rồi, tiếp tục luôn. Dạ, tiếp theo ha cô chú anh chị, mã số 2 cũng là một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn luôn cô chú anh chị. Cây này là cái dáng cây y một con thú luôn ha. Da đen lá lớn, dòng dạ. Nù luôn cô chú. Nù nặng cục cục hết trơn cô chú anh chị. Cái này là... đây bộ tai chi nó nè, mà cắt con thấy cũng kéo liền hết luôn rồi quý cô chú, mà cắt liền bít luôn hết rồi. Chi tàn thì cũng đã được vô dây chỉnh sửa hoàn thiện rồi cô chú anh chị. Rất là đẹp ha. Chiều cao là 66, tán ngang là 75, ngay vị trí cổ này ha em đo được 23 hoành. Rồi đế hết gì luôn, em đo được 68. Dạ. Đây, mặt cắt nào của chú bích luôn ha. Không còn gì hết luôn. Tay cành hoàn chỉnh hết. Cây này về chỉ việc chưng thôi cô chú anh chị. Nhìn nó sạch sẽ từ trên xuống dưới luôn cô chú anh chị ơi. Có gông đắp sẵn cho mình luôn rồi. Rồi cái này đi chậu luôn không em? Hay là dạ, sao đây? Bên em vẫn giao chậu cây này nha. Ví dụ như mà cô chú anh chị thích chậu thì em bao ship cây này 5.500.000 là bao gồm chậu luôn, còn nếu mà không lấy chậu thì em giao luôn 5 triệu ha, em cũng bao ship toàn quốc cho mình ạ. Rồi, luôn chậu là 5.500.000 ha. Dạ. Luôn những cái này luôn ha, tặng kèm luôn. Dạ. Cây thì già cây lắm à. Đây, mặt cắt nè. Như con nói ha, bít hết trơn luôn. Rồi, tiếp tục luôn thấy ơi. Cũng là một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn nè cô chú anh chị. Cây này thì bộ đế sổ nơm ha. Dạ. Ở trên này thì cái gọng lắc của nó chỗ này cũng khéo lắm nè. Chiều cao của nó là 65, ngang như vậy em đo được 57. Vị trí cổ này em đo được 10 hoành nha cô chú anh chị. Dạ. Hết bộ nội đế gì luôn em đo được 79. Sổ nôm từ trên này xuống trên này là được 25 nha cô chú anh chị. Rồi quay giúp anh luôn ha. Một vòng. Cây này khéo đế quá cô chú anh chị ơi. Rồi. Rồi cây này em giao luôn mình 2.500.000, em bao ship toàn quốc bao gồm chậu cho mình nha. Cây này nó cũng như một cái con thú vậy đó cô chú anh chị. 2.500.000 thôi ha. Dạ. Dạ cũng không có mặt cắt, không có mặt hại gì cô chú ơi. Liền lại sạch sẽ. Rồi tiếp tục luôn Thúy ơi. Dạ tiếp qua theo đây. Là mã số 4 nha cô chú anh chị, là một cây thần kỳ okay, ha. Đang để phối với một cái tiểu cảnh cổng làng nhìn rất là bắt mắt thấy cô chú anh chị. Cây thần kỳ thì nó đang cho ra trái đỏ cây hết cô chú anh chị. Trái thần kỳ thì mình ăn nó bị đánh lừa vị giác của mình á. Vô là mình ăn trái thần kỳ vô rồi mình ăn trái chanh, trái hạnh hoặc là cái gì đắng thì là đắng, mình vẫn không thấy nó chua hoặc là nó đắng nha.
cây đang trái luôn chú ơi, có những trái thần kỳ chín đỏ để cái cổng làng nhìn rất là độc đáo luôn nè. Những cái tác phẩm như thế này là bên em gia công bằng tay hết đó cô chú anh chị, mình chơi thì mình sẽ không có sợ đụng hàng ha. Dạ. Chiều cao cây này là được 60 ạ, tán nhang là được 63, ngay vị trí này em đo lấy hoành được 8, nồi đế em đo được 40. Dạ. Rất là đẹp hả cô chú anh chị? Làm cổng làng hả chú? Có bậc thềm rồi này nọ ha. À. Rồi cây này em giao luôn 2.600.000, em bao ship toàn quốc, bao gồm cái tiểu cảnh cho mình luôn ạ. 2.600.000 cô chú ơi. Dạ. Đây, đá phối lại thành chậu ha. Đây thì cây thì đang cho trái, cho bông. Trái chín luôn nè cô chú. Rất là nhiều trái cô chú. Trái sống, trái sống cũng còn nhiều lắm luôn. Nó đang mùa trái. 2.600.000 thôi. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, tiếp tục luôn em ơi. Dạ, tiếp theo ha cô chú anh chị. Số 5. Một cây hải châu đang hoa luôn cô chú anh chị. Hoa nhiều lắm nè. Rồi. Trái nè. Này về tới nơi mình nó nở lên là đẹp lắm luôn cô chú anh chị. Nó lên hoa nhiều em ha. Dạ. Phía dưới này nó là cô chú. Mình cây hải châu nó có nhiều màu á cô chú anh chị, từ lúc sống mà nó chuyển sang lúc chín á là nó từ vàng sang cam rồi sang đỏ nữa, nhìn đủ màu đẹp lắm luôn. Cây này hai cây bên em phối lại nên dạ, nhìn nó độc đáo lắm cô chú anh chị. Một cái dòng lá lớn, một cái dòng lá nhỏ nè. Tán ngang gì em đo được 50, chiều cao cây em đo được 26, thì cái hoành mỗi cây bằng ngón tay trỏ của em thôi hết cô chú anh chị, nhưng mà cây cũng rất là già rồi. Rồi dạ, nhiều đây em ha. Dạ, cây này em giao lưu triệu tư ha, em bao gồm chậu bao ship cho mình luôn nha. 1.400.000. Dạ. Dạ, rồi, tiếp tục luôn em ơi. Đây mình có cây gừa bông. Gừa bông. Cây này đang hoa đang trái rất là nhiều nha cô chú anh chị. Dạ, cô chú. Cây này thì khi mà em ship cây cho cô chú anh chị em sẽ cưa ngang đây nha. Dạ. Có nghĩa là em đang để cái lá với trái cho mình thấy được là mai mốt nó sẽ ra như vậy thôi. Cắt rồi nó cũng nhanh ra lắm cô chú anh chị. Và rõ nét nhất ở đây là cô chú, trái nó nè. Khi ship thì em sẽ cắt bớt nha. Nó chín màu rất đẹp của chú, màu tím hay màu hồng. Màu hồng, màu tím. Đó của chú nào mình chưa thấy cái trái gừa bông này đây. Cây này thì quá trời bộ đế luôn của chú anh chị. Nó cũng giống như một con thú, cái mình đặt sệt chỗ này luôn ha. Dạ, bông trái trên này rất là đẹp nè. Đó. Rồi. Cái cúc ngọn nó thả để nuôi thôi của chú ơi, khi đi mình sẽ cắt đây em. Em thì em sẽ đo cái này từ cái đoạn em cắt ha, thì chiều cao nó tầm khoảng 72 nha. Cái nhánh từ bên này qua gì thì nó tầm khoảng 70, không em biết đo đâu luôn đúng không, không biết đo làm sao. Đo ngang dưới này đi thế à. Đúng ha. Rồi em đo cái bệ đó rồi. Dạ, hết gì luôn rồi, được 1m3 đó cô chú anh chị. Dạ. Tại vì nó có nhiều cái rễ buông nó yeah, dễ tràn của chú, cho nên là mình này nè đó. Nó có một cục đá ở đây nè cô chú anh chị, nó ôm đá, ôm đá luôn. Dạ. Em hả, có một cục đá em nè. Rồi thấy rồi, bự lắm đây. Cô chú anh chị, một cục đá ở đây nè cô chú. Cây này đi thì em sẽ bó bầu em gửi nha cô chú anh chị, lên bông nhiều lắm ha. Dạ. Cây gừa bông. Cây này thì em giao lưu 4.500.000, em bao ship toàn quốc, bó bầu gửi ha. 4.500.000. Dạ, em nhắc lại là nửa cây này em gửi là em sẽ cưa ngang đây nha. Rồi cắt ngang đó ha. Dạ. Dạ, cây rất là già của chú ơi, trái đang rất là nhiều trên này nè ha. Trái đẹp lắm luôn. À. Rồi tiếp tục luôn em ơi. Dạ, tiếp theo ha cô chú anh chị, mã số 7 là một cây hải châu. Hải châu. Dạ, dáng đổ ha cô chú anh chị. Dáng đổ hai thân. Chiều cao cây này 30, từ trên đổ xuống đây là 56, tán ngang như vậy là được 40, hoành thì nó bằng ngón tay cái của em thôi cô chú anh chị. Rồi. Cây này thì em giao lưu 1.200.000 ha. Dạ, 1.200.000. Em bao ship toàn quốc luôn, bao chậu này cho mình luôn. Cây dễ thương lắm cô chú anh chị, khi mà nó ra một bông với trái nó ngủ xuống gì đẹp lắm. Rồi, đổi luôn Thúy ơi. Dạ, tiếp theo ha, một cây dúi, một cây hoàng anh mộc ha, để trong một cái tiểu cảnh cổng làng nữa cô chú anh chị. Đợt vừa gọi thì cũng được quý cô chú anh chị mình yêu thương á, ủng hộ những cái tiểu cảnh cổng làng, thì lần này em lại lên những cái sản phẩm mới nha.
cũng mong quý cô chú anh chị mình tiếp tục yêu thương ủng hộ cho nhà vườn bên em nha. Rồi. Những cái tác phẩm này thì tụi em gia công bằng tay rất là tỉ mỉ, rất là tốn công luôn cô chú anh chị, nhưng mà bên nhà vườn bên em thì lúc nào cũng cố gắng tạo ra những cái tác phẩm mới độc lạ để giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Chiều cao là 35 ạ. Tán ngang là 50. Hoành là 10. Cây này thì đường thân co lắc uốn lượn khéo lắm luôn, như một con rồng đang bay lên. Dạ. Yeah. Rồi cây này em giao luôn 2,5 triệu ha, em bao ship bao gồm tiểu cảnh cho mình luôn nha. 2,5 triệu thôi ha. Dạ. Rồi, tiếp tục giúp anh luôn Thúy ơi. Dạ, tiếp theo ha cô chú anh chị, cũng là một cây gượt bông luôn. Mã số 9. Cây này thì nó cũng quái lắm, cây lắm luôn cô chú anh chị, nó cũng như một con thú vậy đó. Dạ. Cây này khá em to cũng... em ha. Em cũng chừa cho mình những cái nhánh, nhánh lá cho mình xem cái độ ra lá của nó ha. Cây này lên bông trắng hết trơn. Lên bông trắng hết trơn rồi nè ha. À. Rất là to cô chú anh chị. Chiều cao em đo từ cái phôi này đi ha, là được 56. Tán ngang về được 78. Ngay vị trí cổ này ha, em đo là được 30. À, cái mịn đây đi. Mịn đây em đo được cũng 30 luôn. Rồi. Tổng nồi đế của nó khoảng mét 6 và cộng thước dây em hụt cỡ con gan đó cô chú anh chị. Nó cũng có ôm đá nha cô chú. Dạ. Ôm nguyên cục đá to. Bộ rễ của nó nè. Rồi. Cây này thì nó có cái vết sẹo ở đây nhưng mà nó kéo dài nha cô chú anh chị. Rồi cây này em giao lưu 4,5 triệu, em bao ship bao chậu cho mình nha. 4,5 triệu thôi em ha. Dạ. Dạ. Ok, gừa bông si đài lon. Rồi tiếp tục luôn. Dạ, tiếp theo ha là một cây sung nếp nha cô chú anh chị. Cây này đang trái luôn nè. Những cái cây sung mà nó có cái chuỗi trái nhiều như vậy nè cô chú anh chị là nó sẽ ra trái quanh năm cho cô chú anh chị mình luôn ha. Cây sung, cây sung ngoài tác dụng của nó phong thủy, sung túc cho mình tới chân Tết ha, thì nó cũng có thể mình lấy trái mình ăn trị được một số bệnh đó cô chú anh chị. Dạ. Đường thân co lắc cây này thì củ nó nở ha, uốn lượn rất là đẹp luôn nè. Chiều cao nó là 35. Tán ngang gì là 90. Hoành của nó là 13. Củ ở đây nó nở nhưng mà hãy không có đút cái thước dây vô được nha cô chú anh chị. Trái quá chừng trái luôn nè. Tết mình chung cây sung với cây mai kế bên là may mắn sung túc cả năm ha. Rồi cây này em giao luôn 1,6 triệu, em bao ship bao chậu à. Dạ, 1,6 triệu luôn chậu dạ. Ha. Dạ, rồi tiếp tục luôn. Một cây dạng niên tùng ha cô chú anh chị. Này tùng, thì em mới tỉa lá ha. Dáng đổ. Cây rất là già luôn cô chú anh chị. Cái gọng lắc chỗ này nó gắt dữ lắm luôn nè. Rồi, bẻ tay cành cũng chi tiết hết ha cô chú. Cây liền lại sạch sẽ ha, nuôi tay cành rất là chiều lâu. Chiều cao là 46. Chiều đổ là 79. Tán ngang là 45. Hoành là được 12. Dạ. Cây này em giao lưu 3,9 triệu, em bao ship bao chậu cho mình nha. 3,9 triệu thế ha. Dạ. Cho anh dòng nữa thôi. Dạ. Rồi, đổi luôn, giúp anh luôn. Tiếp theo mã số 12 cũng là một cây dúi hoàng anh mọc ha cô chú anh chị, cũng đang em cũng làm một cái tiểu cảnh nha. Cái này mình có thể thả nước thả cá vô ha cô chú anh chị. Đây, ông này đang ngồi câu cá nên mình gắn cái cần câu nhỏ nhỏ xuống đây nữa là nhìn rất là đẹp luôn. Giống như một cái hòn ha. Cái dáng cây thì cũng khéo cây lắm đó, cô chú anh chị. Dạ. Đang ra lá non. Chiều cao của cây là 20. Tán ngang là 43. Hoành là được 10. Rồi cây này em giao luôn 1,5 triệu, em bao ship bao gồm chậu tiểu cảnh gì cho mình luôn ha. 1,5 triệu em ha. Dạ. Luôn chậu tiểu cảnh. Rồi, đổi giúp anh luôn ha. Dạ. Tiếp theo là một cây táo nha cô chú anh chị, táo đây. Xanh của mình ở miền Tây nè cô chú anh chị. Cây này khá độc đáo đây, cây rất táo. Rất là độc đáo luôn, đang trái rất là nhiều luôn nè cô chú anh chơi. Đang bông đang trái luôn. Dạ.
Cái này là về mà nó ra trái ăn là phú phê luôn. Rồi. Cây này là đúng cây táo luôn cô chú anh chị. À, thường Tết mình chưng cây này cũng rất là tốt ha. Còn à, mình chưng cái trái táo mà bự bự á thì người ta hay gọi là trái bơm, thì mà ít ai chịu chưng chứ chưng trái táo này trong nhà là im lắm cô chú anh chị ơi. Rồi một cây táo cô chú ha, đang trái. Đang trái Tết. Cái này là độ tới Tết là trái nó bự gộ một cây luôn á cô chú anh chị. Chiều cao là 56. Tán của này là được 95. Ngay vị trí này em lấy hoành ha là được 17. Nồi đế hết gì là 68. Cây táo này em giao lưu 3,2 triệu, em bao ship không chậu nha. Cây này cái chậu bằng xi măng nên em không ship chậu nha cô chú anh chị. 3,2 triệu thí ha. Dạ. Dạ, một cây táo à, trái non rất là nhiều và trên cây còn bông nữa ha cô chú. 3,2 triệu. Mấy cây táo, mấy cây ăn trái mà được thuần ha, vô chậu mà nhỏ thế mà trái nhiều rất là lâu. Mã số 14 tiếp theo ha cô chú anh chị là một cây sam trái xù ha. Nó đang lên xù nhiều lắm luôn nè. Rồi, sam trái xù. Cây này thì cũng khá là đặc biệt đó cô chú anh chị, bộ đế ha. Ôm đá thân thì lắc lượng ha. Dạ. Nuôi một lớp thảm rong rêu nữa ha cô chú. À. Chiều cao là 30. Tán ngang là 51. Hoành là được 11. Củ vị trí này đo được 20. Dạ. Để một cái tiểu cảnh đá em đắp rêu hết rồi nhìn nó sạch sẽ lắm cô chú anh chị. Cái này thì em giao luôn 1,7 triệu bao gồm tiểu cảnh cho mình nha. Rồi 1,7 triệu. Dạ. Luôn cái bể này. Luôn cái chậu độc đáo này ha. Mã số 15 là cây si Đài Loan của chú anh chị. Cây này nó giống như củ nhân sâm nữa cô chú anh chị. Đẹp lắm ha. Si Đài Loan. Dạ. Dạ. Bộ lá nó xanh rất là đẹp của chú. Xanh bóng. Nó bóng rất là bóng luôn. Chiều cao là 46. Tán ngang là 43. Ngay vị trí này em đo được 14. Cái mình thì em đo được 41. Nồi đế hết là 47. Dạ. Cây này em giao lưu 1,2 triệu, em bao ship bao chậu cho mình nha. 1,2 triệu thôi em ha. Dạ. Ship luôn chậu ha cô chú. Chậu đẹp. Rồi tiếp luôn em ơi. Một cây hải châu với một cây linh sam phối cho một cái tiểu cảnh đó cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Hồi ơi cái tiểu cảnh này quá. Cái bể này cổng làng ha cô chú. Dạ. Nhưng mà cái này phối hai cây luôn. Dạ. Ha. Đẹp quá trời à. Cái tiểu cảnh này luôn cô chú anh chị. Thềm gạch. Dạ. Cổng làng. Cái màu sơn nhìn nó cổ kính ha. Bên đây là cây hải châu, bên đây là cây linh sam ha. Mình chơi lâu cái bắt đầu tưới rồi rong rêu rồi nó bám vô nhìn còn cổ hơn nữa cô chú ha. Rồi đo luôn em ơi. Chiều cao cây này là được 42. Tán ngang là được 37. Hoành là được 14. Cây bên này chiều cao là được 33. Tán ngang là 26. Cái này thì cái hoành của nó bằng ngón tay út em thôi nha cô chú anh chị. Nhưng mà kiểu như nó ương từ hạt á nên là rất là khéo đế ha. Cây này là tác phẩm này là bao gồm hai cây khác nhau ha. Mình chơi được hai cây luôn cô chú anh chị. Cái tiểu cảnh này em giao lưu 2,7 triệu nha. Em bao ship toàn quốc bao gồm cái tiểu cảnh hai cây này cho mình luôn. 2,7 triệu thế ha. Dạ. Dạ, rất độc đáo ha cô chú. À. Rồi, tiếp tục luôn em ơi. Tiếp theo ha là một cây mận hoàng yến cô chú anh chị. Dạ. Một cây mận hoàng yến. Dạ. Đây, cây này cũng vừa mới đệm lại nước dây ha chú, cây gốc rất là dẻo. Già hả cô chú anh chị, nó nhìn cũng tựa tựa một con thú. Phía bên này à, nhìn nó gì nè cô chú anh chị, giống như nó có con mắt ở chỗ này vậy đó. Nhìn cây ra có cái hồn cây lắm. Chiều cao của nó là 70. Tán ngang là 79. Hoành em đo 27. Dạ. Ấy da.
Rồi, cây mận Hoàng Yến này em giao lưu 4 triệu 2 ha, em bao ship không chậu nha. 4 triệu 2 em ha. Dạ. Dạ, những cúc ghép nó đã định hình hết hả cô chú? Rồi. Rồi, tiếp theo là một cây me Thái nha cô chú anh chị, cây me Thái siêu trái ha. Quý cô chú anh chị mình thấy ha, cây này là em không có đếm được bao nhiêu trái luôn, nó rất là nhiều luôn. Cái cây thì nhỏ nhưng mà trái quá trời luôn. Để cái cây me mà nó ra nhiều trái như vậy thì nó sẽ rất là già ha, nó thường chậu lâu năm hả cô chú anh chị. Trời ơi, cái này là này về mình trưng là khác biệt lắm luôn. Khác biệt lắm luôn cô chú anh chị. Mà me này, thứ này nó đeo trên nhà gì lâu lắm luôn. Dạ. Mình đợi cho tới khi nó dốt bột xong rồi nó chín luôn là trái me Thái nó ngọt cay luôn cô chú anh chị. Dạ. Quá trời trái luôn ha, nguyên chùm chùm như này, chúng treo lủng lẳng lủng lẳng. Một cây đầy trái luôn. Trái lớn trái nhỏ gì đầy hết trơn. Chiều cao nó khoảng 1m1 nha. Tán ngang nó khoảng 1m15. Dạ. Yeah. Quá trời. Hoành em đo được 12. Hoành thì chỉ 12 thôi em yeah. Ha. Rồi, cái cây rồi, me này giá cây như thế nào? Cây me này em giao lưu 2 triệu 9. Em bao ship toàn quốc không ship chậu cây này ha. Cho cái anh dòng nữa thấy. Cái chậu nó không được đẹp á nên là em không có ship chậu nha. Quá trời trái của chú anh chị. Nhìn cây này mình 9. Tết mình chân là ai cũng sẽ hỏi là mua ở đâu liền. Rồi. Quá trời quá đất trái. Tiếp tục giúp anh luôn. Dạ. Một cây khế chua nha cô chú anh chị. Cây này thì cái dáng nằm nằm cũng như một con thú ha. Rồi, một cây khế dáng nằm ha. Hai. Cây bên em thì cũng cố gắng chọn lựa những cây rất là độc đáo để giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Cây đẹp sạch sẽ cô chú anh chị, vô dây chỉnh sửa tàn hoàn thiện hết cho mình ha. Chiều cao cây được 75, tán ngang là 66, vị trí cổ ở đây em đo hoành được 30, nồi đế hết luôn là 80 nha cô chú anh chị. Cây khế chua ha. Dạ. Nó cũng đã ra dây hết 1-2 đợt rồi đó cô chú anh chị. Đàn hoa, đàn trái luôn. Rồi cây này em giao lưu 1,5 triệu, em bao ship không chậu nha. Chỉ 1,5 triệu của cây bự chà bá luôn cô chú anh chị. Hoành 30 luôn. 1,5 triệu em ha. Dạ, em bao ship không chậu nha. Tại cái chậu này nó bằng xi măng. Mình về chịu khó mình mua thêm cái chậu đẹp để vô là cây này lên tiền liền cô chú anh chị. Rồi, tiếp tục giúp anh luôn. Một cây hải châu nữa ha. Cây này thì già cây lắm rồi, ra dây hết rồi cô chú anh chị ơi. Rồi, nó bị ấy luôn. Em ơi. Để cái này cái bàn xây nó rồi. Rồi đưa nó qua đây luôn. Một cây hải châu. Dạ. Nuôi cũng khá lâu rồi chú ạ. Tay cành nè. Đang hoa nghe cô chú anh chị, chuẩn bị ra trái nha. Cây mà nó ra đầy trái gì á, đẹp lắm cô chú anh chị. Tết mà cây này mà nó ra đỏ cây là đẹp lắm. Chiều cao cây này 48 nha. Tán ngang gì 59. Vị trí cổ này em đo được 23 hoành nha. Đế nó cũng bài, nó cũng chảy hả cô chú anh chị. Cây này em giao lưu 3,5 triệu, em bao ship không chậu nha. 3,5 triệu. Dạ, bông quá chừng bông luôn cô chú anh chị. Tới khi nó ra trái nghĩa là từ xanh, vàng, cam, đỏ ha, đủ màu hết, rất là đẹp luôn. Hải châu hòn ngọc biển. Rồi, tiếp tục em ơi. Tiếp theo cũng là một cây hải châu ha. Với một cái tiểu phật cảnh cổng làng nữa hả cô chú anh chị. Cây này thì đường thang uốn lượn khéo cây lắm ha. Đây có một cây lão tử đứng đây nữa, rất là nên thơ cho cái tác phẩm của mình luôn. Chiều cao là 40, tán ngang như vậy là được 49, hoành là 9, cái tiểu cảnh chiều dài nó là được 65. Rồi. Cây nó cũng phù hợp với tiểu cảnh lắm á cô chú anh chị. Nó có từng bậc thang đi vô ha. Này là tụi em gia công bằng tay hết cô chú anh chị. Từng viên đá, từng viên gạch là tụi em, bên em là gia công bằng tay hết luôn.
Rồi cây hải châu này em giao lưu 2,6 triệu, em bao ship toàn quốc bao gồm tiểu cảnh cho mình nha. 2,6 triệu. Dạ. Dạ. Tiếp tục luôn em ha. Mã số 22. 22. Cây nguyệt quế ha. Để trong một cái chậu giống như là hình nửa mặt trăng bằng trăng khuyết vậy cô chú anh chị. Dạ. Cái chậu này cũng độc đáo lắm nè, bên em cũng tự làm luôn nè. Rồi. Chiều dài từ bên đây 3 gang gì là được 60. 8 ngang là 47. Hoành được 14 ha, đế nó cũng nở lắm nha cô chú anh chị. Quệ đế luôn. Quế nó ra bông là thơm lắm ha. Để cái tiểu cảnh này rất là độc đáo cô chú anh chị, rất là lạ luôn. Rồi. Rồi, cái chậu nguyệt quế này em giao lưu 2,5 triệu, em bao ship toàn quốc ha. Bao gồm cái 2,5 triệu thôi. Dạ. Em ha. Ờ. Rồi tiếp tục luôn thế rồi, cái chậu mình có thể phối thêm một cây si búp hồng nha cô chú anh chị. Mã số 23. Dạ. Si búp hồng. Cây này quá trời cái bộ đế dưới này rồi cô chú anh chị. Một cây si cúc chậu của chú ơi, được nuôi từ nhỏ trong chậu. Từ cái đỉnh này ha, cái đầu của cái phôi ha. Là được 73 chiều cao. Ngay vị trí cổ này ha, em đo được 20. Xuống đây em đo được 32. Nồi đế hết luôn em đo được 1m13. M13. Sổ từ trên này xuống ha. Nó được 33 cô chú anh chị. Rồi. Rồi, cây si búp hồng này em giao lưu 9,5 triệu, em bao ship không chậu nha. 9,5 triệu em. Dạ, cây này bộ đế rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đây, ở đây thì nhà vườn chừa số chi cành ha, mình có thể yêu cầu điểm dây hoặc là tự mình về mình làm một cây tác phẩm ha cô chú. Si búp hồng. Dạ, cây si búp hồng này này cũng là cây cuối clip của em ngày hôm nay ha cô chú anh chị. Em cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian xem đến hết clip của em nha. Em chúc quý cô chú anh chị mình có thật là nhiều sức khỏe, xem clip vui vẻ và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị nhìn mình những clip giao lưu tiếp theo của nhà vườn bên em ạ. Liên hệ chốt cây qua số điện thoại là 0967634263 để được chị Xuân tư vấn và chốt đơn. Em cảm ơn quý cô chú anh chị mình rất nhiều ạ. Rồi, anh chào Thúy luôn. Con cũng kính chào quý chú luôn ha. Quý chú xem kênh nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để tiếp tục cập nhật theo dõi những clip mới ha. Con xin cảm ơn và hẹn gặp lại.